Chào các bạn, đây là Wiko Getaway, Getaway to Heaven. Và các bạn thấy là cái hộp được làm khá đặc biệt bằng nhựa, dán rất là nhiều tem aluminum, rồi bảo hành, địa chỉ, rồi DigiWall tùm lum hết. Phía sau thì ghi những cái thông tin như màn hình 5 inch HD, tức là 720, camera 13.5 MP phía sau, phía trước là 5 MP, CPU là 4x1GB, ROM là 16, RAM là 1GB, và dùng cái kính Corning Gorilla Glass mà không ghi thế hệ thứ mấy. Chúng ta có thêm cái KitKat là hệ điều hành Android 4.4, cũng như là một cái là H cộng, không biết là cái gì, và một cái là Dual SIM. Thông tin thêm về máy chúng ta có ở đây: Design in France, Wiko Mobile. Cái hộp đó bằng nhựa, trong nhìn xuyên qua, khi mở ra chúng thấy cái máy khá là chắc chắn. Và đây là cái màu trắng này, chúng ta có phụ kiện màu trắng, có sạc với cái đầu cắm theo tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như là tiêu chuẩn của châu Âu. Mình không thích cái tiêu chuẩn này, rất là khó chịu. Cái sợi cáp micro USB được làm cũng rất là điệu, không phải loại tròn như bình thường, giống như những cái sợi cáp mà các bạn có thể mua ở ngoài. Rồi chúng ta có hai cái khay SIM để dùng cho ba cái tất cả, để chúng ta có thể dùng cái SIM micro hoặc nano thành cái SIM lớn. Chúng ta có một cái tai nghe màu trắng và sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cũng như là tiếng Anh. Đây là cái Wiko Getaway, thì mình sẽ nói về cái phần cứng bên ngoài trước. Chúng ta có một cái màn hình 5 inch độ phân giải HD và ba cái nút cơ bản của Android để phía dưới cái màn hình như vậy, trên cái mảng đen như vậy, và một cái phần ở dưới bằng kim loại nhôm, nhìn vào là thấy ngay bằng nhôm, cách biệt tí xíu. Và phía trên thì chúng ta có cái camera 5.5 MP, camera trước chữ Wiko, ở giữa là cái loa thoại, và các bạn nghiêng nghiêng qua các bạn thấy hai cái cảm biến bên này. Đó. Cạnh phải của Wiko Getaway thì chúng ta có cái khay SIM. Khay SIM này nó tương tự như khay SIM ở trên cái điện thoại iPhone 5, và SIM nó sử dụng là cái SIM micro SIM, thì có tổng cộng hai cái SIM này ở trên máy. Thì cái sườn nó cũng được vát dạng diamond cut, nhưng mà cái mặt sau nó được bằng nhựa, không phải bằng nhôm, nó được ép vào. Ở trên đỉnh thì chúng ta có cái lỗ cắm tai nghe 3.5, cái lỗ này cũng được bọc nhựa. Cái phần diamond cut này của nó sẽ gặp cái màn hình, chứ nó không cái màn hình nó lồi lên, nhưng mà nó chìm xuống, nên là khi các bạn cầm vào nó sẽ đỡ cấn hơn. Ở đây là cái cạnh phải thì chúng ta có nút khóa mở màn hình nằm ở dưới này. Đó, nút tăng giảm âm lượng và một cái lỗ khay SIM khác. Thì các bạn thấy là cái lỗ khay SIM này nó có cái lỗ mà để chọc cái cây kim vào lấy á, nằm ở bên dưới thân máy, trong khi cái lỗ này thì cái chỗ mà chọt thì nằm ở trên cái khay SIM luôn. Đây là cái phần để cắt cái máy ra làm đôi, để nó cách biệt giữa cái sườn này và cái phần dưới này. Phần dưới thì các bạn thấy chúng ta có cái lỗ cắm micro USB, nó được làm lệch sang bên trái một chút xíu, và cái mic ở đây. Một số cái thông tin về máy được ghi ở đây. Mặt sau thì chúng ta có loa thoại ở dưới này, chữ Wiko, camera 13.5 MP cũng như đèn flash. Và cái mặt sau bằng nhựa và được hoàn thiện dạng như là giả da, tương tự như là ở cái Samsung Galaxy Note 3. Thì các bạn nhìn vào các bạn thấy là cái nắp nó hơi lệch sang bên phải một chút xíu, nó hơi lồi cái bên này, bên tay trái này hơi lồi cái sườn ra. Có lẽ là mỗi cái máy thì nó sẽ khác nhau, tức là cái sự hoàn độ hoàn thiện của nó cũng không thật sự là cao cấp với cái máy này, với tầm trung. Về cái bên trong của Wiko Getaway thì các bạn thấy đó là một cái giao diện khá là thuần túy của Android. Chúng ta thấy tất cả ứng dụng hầu như là của Android, một số cái cài thêm như là cái dịch vụ hậu mãi của Wiko này, Facebook này, rồi chúng ta có cái game Pikachu này, rồi Viber, Zalo, Di Nhiên 13 đó. Còn những cái còn lại thì gần như là tương tự, những cái tinh chỉnh gì đó nó tương tự như là trên Android. Setting cũng vậy. Browser thì chúng ta có cả cái Chrome lẫn cái browser cơ bản của Android, tức là hai cái luôn. Màn hình 5 inch HD nhìn cũng không đến nỗi. Rồi, cảm ơn các bạn.